Dạ, con cảm thấy ưu điểm của con là con rất là năng động, thích thể thao, con có thể hát với lại rap. Xíu nha, xíu hát nha. Còn điểm yếu của con ấy thì con hay đãng trí, với lại con hay đề cao niềm yêu thích của bản thân á. Một khi con vui thích rồi con cũng ít nghĩ tới người khác nữa. Miễn mình thích là được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai. Ưu điểm của em là cũng như hòa đồng với mọi người, vui vẻ. Nhược điểm của em là cũng như hơi nhát gái một chút. Còn trẻ mà Dạ. nhát nhát, Dạ. lớn xíu là nó quen hết có nhát à ha. Có mấy mối tình rồi? Dạ, một quen cũng được 1 năm, gần 5 năm. Rồi sao chia tay? Cho bạn đó có người khác. Rồi cho qua luôn bên kia. Dạ, thực ra là con có 2 mối tình rồi. Một mối tình là hồi lúc mà con còn là học cấp 3. Còn một mối tình là lúc con học đại học. Con quen được 1 năm mấy, gần 2 năm ấy. Xong rồi con chia tay. Tại vì con thấy là chuyện đó nó không khiến bản thân con tiến bộ lên. Bạn đó hay đưa rước con, hay làm giùm mọi thứ giùm con á. Nên là con thấy con không có tiến bộ được trong mối quan hệ đó. Ok, như vậy là con chia tay được bao lâu rồi? Dạ, con chia tay chắc được hơn 1 năm mấy rồi đó. Bây giờ nhà trai cho biết là mà mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em thì cũng không có cần phải hiền gì, nhưng mà đừng có kiểu như quá dữ á, kiểu như trong thời gian quen có thể là cãi nhau này kia cũng có. Em bạn nữ đừng đánh, kiểu như là đánh đập á. Trời Cái đó ơi, em cũng hơi sợ điều đó. thấy thương không? Cái Em đó tưởng tượng một người phụ nữ mà đứng đánh một người đàn ông có thấy nó kỳ cục lắm luôn, mà ngược lại đàn ông đánh phụ nữ cũng quá kỳ cục. Cho nên là giữa hai người đều không cho đối phương được quyền đánh mình, ngoại trừ cha mẹ đánh mình thôi. thì em ví dụ như các bạn đó đánh mình rồi mình bỏ đi cũng đâu được gì. Ủa, bỏ Đúng đi rồi, được, hoặc là mình giữ tay bạn nó lại, hay là em đánh không lại người ta rồi em sợ hay không có sao? gì, cũng có giữ tay, mà giữ tay lại không cũng không thấy cũng kỳ quá. có gì đâu kỳ, giữ cái tay lại không cho gọi là bạo hành bạo loạn, Thấy thương như sao không luôn được. thiệt. Nó bằng tuổi Trê Phi, bởi vì tôi luôn là mong là Trê Phi con tôi nó coi cái số này. Trê Phi là con trai của cô, Dạ. bằng tuổi cưng. Nếu mà con có coi thì con nhớ nha, con không được để cho bạn gái đánh con, mà ngược lại không bao giờ con được đánh bạn gái, nhớ chưa? Chị dễ thương quá, để cho đánh vài cái cho vui. Không có vui đâu, đau. Ê, hai đứa mình làm xui đi. Thật không? Thiệt được. Gái tôi quýnh phì Thôi vậy nghỉ đi. Về ngoại hình thì sao? Chỉ cần đừng có cao quá, tầm dưới mét 7 được. Như vậy là trên mét mấy? Trên mét Không, rưỡi thấp nhiêu đi. cũng được. Thấp nhiêu cũng Dạ, được, thấp miễn nhiêu là cũng được. dưới mét 7. Dạ. Cưng nhiêu? Cưng. Dễ ẹt luôn Dạ, à. 3,7 m thôi. Là mét rưỡi hả? Dạ. Mét rưỡi được không cưng? Được mà. Rồi giờ tới con nè. Nhìn nhà trai hoài thấy thương Nó đúng không? cưng lắm luôn đó, nhìn nó rất là cưng luôn. Trời ơi, xinh xắn mà, cao hơn Đó. nhiều mà. Để con bên guốc. Đừng lo. Giờ Nói bây chung giờ là hai đứa hợp với nhau đó. ông qua ông kia hỏi con câu một thôi, con có quýnh người Có hay quýnh người không? ta không? Dạ lâu lâu có. Chết mồ. Nhưng mà con biết massage, giờ con quýnh xong con massage được không? Không được đâu, lúc đó quýnh Nó ta vẫn là đang vẫn đau massage. rồi, nó vẫn bị đau rồi. Nó đau đau bị rồi đau được chứ. rồi, không có đánh. Sao vậy? Không không có được đánh. Dạ, để con thu liễm lại. Dạ. Tại vì bé bên đây quá là đáng yêu. Thiệt, hồi nãy chút Đáng xíu thương nha, không? con nhìn bé là con không thể nào đánh bé được hết trơn á. Mình đánh yêu được không? Mình đánh nhẹ nhẹ cho Đánh cái yêu má được được không không anh? con? Ồ, nhẹ thoải mái chị. Đánh đừng ra máu là được. Đánh đừng ra máu là được. Trời ơi, cái gì mà cái đòi hỏi mà đáng thương vậy trời. Đánh đừng ra máu. Ủa, hôm Ra trước máu là đi bệnh viện hôm luôn rồi trước đó trận con. trận trước nó đánh da máu luôn hả? Trời ơi, sao mà dữ vậy Đó, trời, đó. phụ nữ không mà dữ gì. Rồi bây giờ con mong muốn cái người bạn trai của mình như thế nào? Dạ, con cũng mong muốn bạn trai của mình là một người tích cực năng động, lo đi làm mà không chăm lo sức khỏe của mình. Biết tự lo cho bản thân mình. Dạ, con chỉ chăm chút bạn thêm thôi, chứ bạn phải tự lo. Bạn cao, da ngăm thì tốt. Da không ngâm thì sao? Dạ, da không ngâm cũng được, nhưng mà đừng có mụn, đừng có quá nhiều mụn. Mụn thì nắng có gì đâu. Trời ơi, đi đâu Con lo cái sợ chuyện con đè nhỏ đang mụn bạn chảy máu nữa. đó. Lo đừng có đánh nó được rồi. Dạ. Thấy hai đứa nó cũng hợp đó. Dễ thương ha. Dễ thương Ủa á. nhưng mà con đẹp vậy rồi sao tự nhiên con phải tham gia chương trình này, vì con thích hay là gì? Dạ không có, tại môi trường xung quanh con cũng không có tìm được người yêu á. Con đang đi học mà đúng không? Con đi học nhưng mà con học cao học, con sắp xong chương trình rồi con không có lên trường nhiều. Vậy hả? Rồi Dạ. không không tìm được bạn người yêu rồi. Hôm nay con có nghĩ là con sẽ tìm được một nửa của mình không? Dạ con nghe bạn kế bên nói chuyện dễ thương chắc là sẽ được. Ôi cưng lắm con ơi, Được. thiệt Cưng cưng lắm, lắm. cô xúi con luôn đó. Quá Rồi được cưng bấm luôn nút nữa. đi. Ừ. Nay đi với ai nè? Dạ anh đi với bạn. Dạ chào mọi người. Con là bạn thân của Giàu. Hôm nay đi cùng với Giàu. Giàu bị đánh đập nhiều lần không con? Này chắc nó cũng bị đấm hay sao á, thấy nó cũng nhút nhát quá à. Ừ. Con nghe Giàu kể thì thường bị đánh lắm.
Trời ơi, tôi nghe tôi xót quá. Bạn nữ kia thì tính tình dạng trẻ con á, cũng khó hiểu. Vậy con thấy bạn này sao? Theo con thấy bạn nữ dễ thương, xinh xắn, nói chuyện cũng dễ nghe. Rồi, cảm ơn. Nói vài câu cho mới mốt về đừng đánh bạn mình nữa coi. Chào thì nói chung là nó cũng hiền lắm. Sau này mà nếu mà có quen á, thì bạn đừng đánh nữa. Tại vì bạn nữ trước á, bạn cũng hay bị ám ảnh. Trời, đánh tới bị ám ảnh luôn, đánh dữ lắm. Trời ơi, thương quá à, thiệt. Rồi, là gái gì với ai vậy? Dạ, hôm nay con đi với mẹ dì với lại bạn chung phòng. Xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Dân. Mình là mẹ của Nga. Ưu điểm của Nga thì chịu khó học hỏi, có trách nhiệm, tâm lành. Nhược điểm của Nga thì mạnh mẽ, thẳng thắn, tính tình cũng hơi khó tính một tí. Cô quýnh ai bao giờ trong nhà chưa? Dạ không. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân, con là bạn của Nga. Con thấy thì bạn nam này dễ thương, phù hợp với Nga. Rồi, được rồi. Thôi, mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Con hamster đó anh tặng nha. Mình cảm ơn bạn, mình cũng có món quà tặng bạn. Sô-cô-la với lại một tấm postcard những nơi mà mình đã đi ấy. Hy được vọng là đó. Bạn có thể điền tên vào vị trí còn lại trên tấm postcard đó. Cảm ơn. Bạn thấy mình sao? Anh thấy em sao? Thấy cũng xinh. Em thấy anh da mặt đẹp. Có cái lúm đồng tiền dễ thương. Mình đang học cơ học ngành anh. Em xưng anh. Dạ. Em đang học cơ học ngành công nghệ sinh học. Em nghiên cứu về dữ liệu gen ở người. Anh có yêu động vật không? Có. Anh nghĩ sao về việc về những người ăn chay? Ăn chay thấy là chỉ cảm nhận riêng rồi, thấy kiểu tốt cho sức khỏe thôi. Còn không có cảm nhận nhiều. Thế anh có thích ăn chay không? Cũng ăn thôi chị, mà không thích. Em hẹn hò với anh, em rủ anh đi ăn chay, anh chịu không? Chịu. Nhưng mà chị cũng dễ ăn lắm. Em cũng nhẹ nhàng lắm, em không có bính chảy máu. Đúng rồi đó. Cái kiểu mà nghe có hay nóng tính không? Thỉnh thoảng em áp lực công việc em vẫn nóng tính. Nhưng mà lúc đó em sẽ hạn chế gặp anh để đỡ quýnh anh. Đỡ quýnh thôi hả? Đỡ quýnh thôi. Mình có hay về quê không? Có, tuần nào em cũng về hết. Sau này có định học xong có ra nước ngoài hay sao? Em có dự định học lên tiến sĩ. Anh có thích đi phượt không? Có. Anh có hay phượt miền Tây không? Miền Tây là quê đó luôn mà. Ý những tỉnh xa hơn? Hồi xưa có hay đi, tại giờ công việc cũng bận á. Làm tới 8 giờ tối cũng ít thì nào được rảnh mà đi lắm. Thế anh làm tới 8 giờ tối rồi anh hẹn hò làm sao? Sao 8 giờ tối? Sao 8 giờ tối nữa hả? Anh xin phép mẹ em đi. Cưng ghê, không biết giờ tắt rồi không biết nói gì nữa đó. Vào đứng lên nắm tay bạn gái, rồi nói một câu nào đó. Nắm hai tay chứ không phải bắt tay. Hai tay đâu phải bắt tay đâu. Hai tay. Đâu rồi, mắt nhìn đâu mắt mà. Đúng rồi, hai đứa nhìn nhau. Em có biết hát không? Em có thể hát rap, anh muốn nghe rap không? Đúng rồi, hồi nãy là bạn có nói là để hát đoạn đi. Em rap một bài của anh Wawi nha. Thế giới này là của em và em có quyền đi với anh. Bật sáng tất cả đèn xanh, em chạy thật nhanh. Với anh kế bên tay và chai trăm banh anh cài trong tay. Hết đêm nay uống không say, đến ngày mai tiếp vài chai. Đến đây thôi. Vào rap lại đi. Em tên gì không phải ta thính đâu. Gì đó. Em tên gì anh không phải thả thính đâu. Có bạn trai chưa để ta tính sao? Em sẽ hát một đoạn của bài Ánh Nắng của anh. Rồi, hát đi nè. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh,
lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn, vì em luôn đẹp nhất khi em cười. Rồi, rồi. Dạ, đẹp lắm rồi. Nào, suy nghĩ thật kỹ các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Yeah. Xin phép Rồi giờ xin phép em cho vào hôn em một ở bên má. Xin phép Nga luôn đi. Nga ơi, Nga ơi, Nga ơi, mình nói cho Nga nghe nè. Xin phép hôn má em không? Ok. Cặp này nó dễ thương không?